cũng hàng nào. Cao su chỉnh các bạn ơi, đây cao su nguyên khối nha, vẫn bay mùi cao su. Này để chống rung mới giặt này, này nghĩ nó rất hiệu quả, đây cao su. Đang nặng các bạn ơi. Cái này nhiều. Con này chắc khoảng 2 kg thôi, 2 kg. Luôn, hai cái này nó nặng. Cái mẫu này ngon này, như mình đã mua thì mình mua dùng thử. Mình thấy nó chống rung cũng ngon á. Cắt bớt mỡ, không cắt mỡ. Chụp cái hình cho coi. Mấy giờ cái đang chạy các bạn. Nước dành chỗ không hết. Đang nó giảm rung rất là tốt. Còn một xíu rung. Nó im các bạn ơi. Hả? Thì nó có lắc hay không nữa nè. Không lắc nhưng mà yên lắm.